Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến khám phá một cái vùng sông nước rất là trữ tình mà cũng rất lãng mạn, và đặc biệt dành cho những cái bạn thích về thiên nhiên, thích về sưu tầm món ăn hay ngon lạ, thì hãy cùng mình, chúng ta sẽ hành quân đến một cái quán có tên là quán Me Xanh. Các bạn hãy vào Google Maps và gõ Me Xanh ở khu vực Hội An, Me Xanh Cộng Kim, thì lập tức nó sẽ đưa các bạn đến một cái vùng, một cái quán nằm trên một cái dòng sông nhỏ cách Hội An tầm khoảng chưa đến 2 cây số, từ phố đêm Hội An, ngay cạnh phố đêm Hội An, đi về hướng đường Nguyễn Phúc Tần. Bạn sẽ đi qua một con cầu gọi là cầu sắt. Bạn có thể hỏi là cầu sắt bắc qua Cẩm Kim. Đấy, thì ai chắc cũng phải biết. Nó nằm trên đường Nguyễn Phúc Tần. Và bây giờ là mình sẽ hành quân qua đó. Mình sẽ đi bằng phương tiện là Honda. Và trong quá trình đi thì mình sẽ review lại cái không gian sông nước, và để mọi người nắm đi qua cái quán Me Xanh nó có gì đặc biệt và mình sẽ khám phá cái gì bên đó. Các bạn đi vào Hội An có dịp chơi, các bạn thích phượt mà nhưng lại không có cái không gian, không có cái đam mê này thì thật là đáng tiếc. Vì vậy mình khuyên các bạn đã thích khám phá Hội An thì nên khám phá một chút sông nước ven Hội An xem nó có cái gì đặc biệt, và sẽ để lại cho bạn những cái gì. Ngoài câu chuyện là phải đi nhà phố cổ ở Vinh Bơn hoặc là các bãi tắm dưới biển, thì mình cũng phải đi khám phá cái vùng sông nước, ngồi cái bãi khu vực vườn dừa Bãi Mẫu. Thì khu vực Me Xanh bên khu vực Cẩm Kim nó còn có những cái quán rất là ngây thơ mà rất là trữ tình, rất là gian dã. Thì chúng ta cùng hành quân xem nó như thế nào nha. Đi qua cái cầu cảm giác thiệt, cảm giác mà ngồi vì sao lại chắc là cũng muốn rất khó tìm. Đây là cung đường đi qua khu Cẩm Kim. Đấy. Bên này là sông nước, nhìn về hướng biển Cửa Đại. Đây là nhìn về hướng quán Me Xanh. Đây, quán Me Xanh là sẽ đi về cái hướng tay phải sau khi đi qua hết 2 cây cầu. Về một bên tay phải là một cái dòng sông. Và bên trái là các cái dãy nhà. Đi nhậu ở đó cũng phải chịu khó thì mới có được những cái chỗ mà nó lý thú nhất về không gian đấy. Đi qua đây là nó mát, hồi nãy là bên Hội An nè, rồi nó nắng ông nậu luôn á, giờ là mát, có cái hơi nước lên nó rất là mát. Hôm nay lâu lâu hội ngộ với anh em dự án cấu nhà lại qua đây. Mình sẽ cố để cái review đi tới nơi, tới cái quán này xong luôn cho mọi người thấy là nó lý thú như thế nào. Đây. Cái này đi chặt. Có cái bảng đề là Me Xanh. Rồi. Đi nhầm rồi. Mình đi mình cũng quên. Me Xanh.
chỉ theo mũi tên ở đây thôi. Rồi, tới rồi, quán đã xong. Đẹp quá, quán đẹp quá. Ăn mát mẻ. View xong. Đấy. Hai bên là các cái lều quán. Đấy. Mùa này ít khách. Đấy. Chi không có một quán về xong. Đẹp quá. Đấy. Cái sông này chỗ này là nước nó gần như kết thúc cái bờ hồ chỗ này. Cho nên là nhìn nó bị cục. Nước chính vì vậy nước nó rất là trong, sạch. Nước nó mát. Ở dưới này có cá. Cái cụ dễ ăn nè. Không mà đúng á chứ. Cái này tâm ra tay tâm. Thôi. Thôi với bút chú hự. Ủa nhìn cái mông cái mông và chổng chổng này dữ ghét. Nãy như đây nuôi với mọi thứ hơn rút vỡ nhỏ hộp. Thì chứ, mì nó dính sót nó không ai cỡ luôn đâu. Còn nãy giờ qua cỡ đâu con. Người ta chỉ nghĩ đây cuộc đời là chỉ ra ở mấy cái bự bự đi vui đi. Hàng chi cần ở chi nhắm mệt. Bón giờ Sài Gòn xuống gồm gạo ở trời. Hả? Cái gì bón của chủ đề để đây nữa. Ăn có được đồng mua ăn nào mấy. Không có được không. Không, thiệt, không có một bên để do Sài Gòn đó, đồ mà nhòa cửa anh đấy ở để lời câu cho vợ, đồ mà vợ xuống Nam làng bả lượt xuống Nam Lý lướt về là nó không gì. Mua cái cào nó ghế nhiều hơn. Trên gì nó gì? Bằng người nhà. Sống như này là đó là sướng rồi, đỡ suy nghĩ, đỡ lo lắng, đỡ không thôi tao to không được, còn phần nhỏ. Không có gì hay xóa ngà là coi như là đi khỏi. Hấp dẫn quá. Có là coi như là chia. Phiêu. Nghĩa là nhiều quá chia cho ăn. Cầu là mình đủ ăn. Em đang tính sánh qua cảnh đó mà được phấn đấu năm rồi. Anh xuống chỗ cái địa anh đó, chỗ cái chục. Thì đó rồi đó, xây dựng cơ sở rồi đó. Ủa anh xuống chứ đó nhở? Họ bỏ ra phố rồi, lên núi rồi sống ở đây bỏ chỗ nữa rồi. Là nhất luôn đó anh nghe, chỗ không có chỗ mua đẹp bằng chỗ nước đó. Chỗ này sông nước đầy đủ. Không có rồi. Nhưng mà đây không sống đi núi. Không mà mưa gần nhỏ quá. Quay cho nhỏ chứ. À, đúng rồi. Hơi bị sót. Quản lý chặt lắm. Không có túi gì thì kiếm ai mua nó làm nữa. Bây giờ Bến xưa là một trong những cái quán mà ở sát cái quán Me Xanh ở hướng đông. Khi lúc mà mình nhìn từ Me Xanh nhìn xuống là thấy quán này. Đấy, một cái quán rất dễ thương. Đấy. Me Diệm xưa. Quán nhìn bên trái, bên phải đều là cái hồ xanh hết. Rất là mát, dễ thương. Hiện xưa có một góc nhìn rất đẹp. Đây. Hoa bướm bướm.
kia là quay vượt qua cái bờ hồ là đến cái bờ bãi cỏ, cánh đồng bát ngát. Đấy, dễ thương. Bà đi hứa đi hóa hai à, đầy hai hoa bốn cho cây. Ở đây là toàn là bốn là hoa thực vật không, phân thực vật không, không có gì ô nhiễm môi trường hết, rất sạch. Đường bò cái quán rất dễ thương. Quán à, đi qua quán Mai Xanh thì trải qua con cầu số 2 là con cầu này đây, con cầu sắt rung rung rầm 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 rung rung đấy. Rẽ bên tay phải nó sẽ đưa bạn về một cái quán là quán cây bàn, cách đó khoảng 200-300 mét là cái quán cuối con đường của cái bên tay trái đó. Và cái quán rất là dễ thương, không có gì hết, dễ thương là vì không có gì hết, rất là ngày thờ nhưng mà thực đồ ăn rất là ngon nha. Mọi người gọi có thể gọi muốn ở đây chỉ có gọi với cá thôi chứ không có gọi bò được, bò hải sản là không có nghe. Cá nướng các loại hay là món gà vườn. Ok, bên này là gà vườn kiểu gì cũng có mà. Đây, rồi. Cầu hải sản. Con cầu số 2. Dễ thương lắm. Bây giờ tiếp đến khoảng 30 mét nữa mình sẽ răng con đường con cầu rẽ trái, tức là con cầu số 2 của đi qua Cẩm Kim. Mình sẽ rẽ đi thẳng vào con cầu về Hậu An, nó sẽ qua hai con cầu. Đây là con cầu số 1 và mình sẽ con cầu số 2. Thì hai con cầu này lúc nãy đi vào của YouTube đầu tiên là mình đi qua rồi đấy. Đó, vui lắm. Cà tân. Vui nha, thích nha. Xin lỗi con cầu này mà đi hai người là coi như người sau người ngồi sau là cũng thoát tim đấy, chứ phải giỡn đâu. Rồi mình tạm dừng đoạn này để mọi người xem tiếp đoạn sau đó là cái gì nha. Sau đi qua con cầu số 2 là mình rẽ trái, nó sẽ qua con cầu số 2. Đây là vừa ghé về vào một cái vùng biển, một cái vùng ven sông rất là hữu tình. Đấy. Đường này bê tông này, bên sông là bến bò bến nước này. Đấy. Có chim cò này, có cò này, có ngỗng này, có vịt này. Đấy. Người ta rất là hữu tình. Bến này nhìn xuống bên kia là thấy cầu, thấy Hậu An. Đấy, nhìn xa đằng kia thấy màu trắng trắng, đó là Hậu An đấy, phố cổ Hậu An. Ở đây cách đó khoảng 300 km đi đường vòng. Đây là cảnh miệt vườn của quê Cẩm, quê nước. Người dân là sống mang sông. Rất chi là hữu tình.
cánh quê rất thanh bình. Các bạn thấy Hậu An mà bạn không phá, không khám phá được những cái vùng núi này thì sai lầm đấy, một lời sai lầm rất nên thơ.